Mua nick liên quân, Free Fire, PUBG siêu bài giá rẻ, truy cập ngay funnygame.vn. Xiaomi Black Shark 3 và Black Shark 3 Pro chính thức ra mắt, cấu hình cực mạnh, thiết kế hầm hố. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Toại. Tinh tế, một thông tin rất vui dành cho anh em nào đam mê công nghệ, đặc biệt là những chiếc smartphone và nhất là những chiếc smartphone gaming. Đó chính là việc ngày hôm nay thì tập đoàn công nghệ khổng lồ của Trung Quốc, đó chính là Xiaomi, đã chính thức cho ra mắt phiên bản tiếp theo của thế smartphone gaming. Đó là dòng Black Shark, về tên gọi là Black Shark 3 và Black Shark 3 Pro. Anh em có nhớ là trước đây Toại đã từng trên tay tất cả mọi cái phiên bản Black Shark trước đây, cũng có là Black Shark đầy đầu này, Black Shark Hello này, Black Shark 2 và Black Shark 2 Pro đúng không? Thì bây giờ Black Shark 3 đã chính thức ra mắt và Toại sẽ cố gắng là mượn máy về làm cho anh em. Rồi, quay trở lại một chút, chúng ta thì Black Shark 3 và Black Shark 3 Pro năm nay sẽ được ra mắt cùng lúc với nhau, không như năm ngoái anh em nhé. Và đây là lần đầu tiên khi mà Xiaomi họ hợp tác với một hãng công nghệ khổng lồ khác, đồng thời là một hãng game, đó chính là Tencent. Xiaomi sẽ hợp tác với Tencent để phát triển cái sản phẩm này và mang đến những cái trải nghiệm để tối ưu hóa tốt nhất dành cho những người chơi game đấy. Nói qua một chút về thiết kế thì Xiaomi Black Shark 3 và là Black Shark 3 Pro thì hoàn toàn có thiết kế rất giống nhau. Điểm đặc biệt chúng ta vẫn thấy lại đúng không? Tức là cái mặt lưng của nó thì vẫn là một cái mặt lưng hình chữ X rất là quen thuộc, cực kỳ là quen thuộc luôn. Với những cái đường nét nó rất là góc cạnh này, hầm hố này và đậm chất gaming. Và cái sự thay đổi lớn nhất đến từ phần mặt lưng này đó chính là phần cụm camera, khi mà cụm camera này bây giờ không phải là cam đôi nữa mà là cam ba. Ba camera sẽ được đặt tại hình là tam giác ngược đấy, nhìn nó rất là cũng là hầm hố và gaming. Ba camera này thì chúng ta sẽ có một điểm đặc biệt, đó là chúng ta sẽ không có camera tele nữa. Các bạn nhớ là trước đây chúng ta sẽ có một cam chính và một cam tele đúng không? Thì bây giờ chỉ có cam chính này, một cam góc rộng, góc siêu rộng và cuối cùng đó là một cái cảm biến để đo chiều sâu giúp cho anh em chụp xóa phông. Một tin rất là vui dành cho những bạn nào mà thích những cái thiết bị có dây cắm tai nghe 350mm thì Black Shark 3 và Black Shark 3 Pro thì vẫn giữ lại cái dây cắm này, và đặc biệt là nó có thêm cái rãnh để anh em gắn thêm cái phụ kiện để chơi game nữa. Một điểm khác biệt lớn nhất giữa Black Shark 3 và Black Shark 3 Pro trong cái phần thiết kế này đó chính là việc là Black Shark 3 Pro nó sẽ có thêm hai cái phím bấm vật lý ở hai bên cạnh phải, giúp cho anh em tức là có thể cả bấm vào để chơi game, và cái phím này gọi là phím phản hồi xúc giác anh em nhá. Rồi, một cái các bạn rất là quan tâm đó chính là việc thông số kỹ thuật về cấu hình của hai chiếc máy này sẽ như thế nào. Thì với Xiaomi Black Shark 3 chúng ta sẽ được trang bị một cái màn hình, đó là màn hình AMOLED kích thước là 6.67 inch, với độ phân giải là Full HD cộng. Cái tỷ lệ khung hình sẽ là 20:9, các bạn lưu ý này, 20:9 nó hơi thon thon dài dài một chút xíu. Màn hình của máy thì chúng ta sẽ có cái tần số quét là 90Hz và cái tốc độ làm tươi là 270Hz. Các bạn lưu ý nhé, cái tần số quét và cái tốc độ làm tươi tức là tốc độ phản hồi ấy, thì là 270Hz, còn bên kia là 90, hai cái khác nhau nhá. Và nó hỗ trợ gam màu là 100% DCI P3 và có độ sáng tối đa lên tới 500 nit, tức là cực kỳ sáng, anh em đi ngoài trời nắng thì vẫn sai được. Rồi, trong khi đó thì phiên bản Black Shark 3 Pro sẽ có cái màn hình nó to hơn một chút, bên kia là 6.67 thì Black Shark 3 Pro sẽ là 7.1 inch, tức là trên 7 inch, khá là to đấy. Và nó hỗ trợ cái độ phân giải không phải là Full HD nữa, bây giờ là 2K cộng rồi, QHD cộng, với cái tỷ lệ khung hình là 19:5:9. Tại sao bên kia là 20:9 còn bên Black Shark 3 Pro lại là 19:5:9? Tại vì một cái màn hình nó to hơn 7.1 inch thì họ bắt buộc phải làm cho ngắn lại một tí đấy, để đừng có quá dài. Ở bên trong thì hai chiếc máy này đều sở hữu một cái phần cứng vô cùng là mạnh mẽ. Chúng ta sẽ có con chip đó là Qualcomm Snapdragon 855, con chip mạnh mẽ nhất trên thị trường Android. Kết hợp với đó là chúng ta sẽ có RAM lên tới là 12GB RAM, và bộ nhớ trong cao nhất là 256GB và có cái chuẩn UFS 3.0. Và ngoài ra thì hai con máy này thì đều được hỗ trợ cái công nghệ kết nối mới nhất hiện nay, đó là công nghệ 5G và Wi-Fi 6. Và đặc biệt là cả hai cái con máy này thì đều hỗ trợ cái băng thông rất là rộng. Tiếp đến phần mặt lưng thì chúng ta sẽ có cái sự khác biệt gần như là không có, khi mà cả Black Shark 3 và Black Shark 3 Pro thì đều có camera tam giác giống hệt nhau. Và như mình nói, chúng ta sẽ có một cam chính này là 64MP, cả đồ là f1.8 đúng không? Một cái camera góc rộng có cái độ phân giải là 13MP, cả đồ là f2.25, và với cái góc là 120 độ, tức là bạn nào thích đi du lịch chụp góc rộng thì con này hoàn toàn đáp ứng được. Và cuối cùng là chúng ta sẽ có thêm một cái cảm biến đo chiều sâu 5MP, cả đồ là f2.0. Cả hai máy thì đều chỉ có duy nhất một camera trước thôi. Camera selfie sẽ có cái độ phân giải là 20MP, cao độ là f2.2. Black Shark 3 thì sẽ đi kèm một cái viên pin có dung lượng là 4720mAh. Trong khi đó thì phiên bản Black Shark 3 Pro với cái màn hình lớn hơn thì nó cũng sẽ có viên pin lớn hơn, là viên pin dung lượng 5000mAh. Các bạn lưu ý này, bên kia một con là 4720 và một con là 5000 nhá. Và đặc biệt một cái tin rất là vui là cả hai chiếc máy này thì đều hỗ trợ công nghệ sạc nhanh lên tới 65W, 65W là sạc siêu nhanh anh em ạ.
Và anh em chỉ cần mất 38 phút để có thể sạc đầy viên pin từ 0 lên 100%. Ngon nhỉ? Chơi game 3-4 tiếng liên tục và sạc có 38 phút đầy rồi. Về cái tính năng chơi game thì các bạn rất là quan tâm xem là với một chiếc smartphone gaming thì nó sẽ có những cái tính năng chơi game nào. Thì như lúc nãy mình nói, với cái phiên bản Black Shark 3 Pro ấy thì chúng ta sẽ có hai cái nút bấm vật lý phản hồi xúc giác đúng không? Thì theo như nhà sản xuất công bố thì hai cái nút bấm này nó sẽ có cái độ dài là 2,1 cm và cái hình viền phím là 1,5 mm. Độ bền của cái hai cái phím này có cái độ bền là lên tới 1 triệu lần, tức là bạn nhấn 1 triệu lần thì nó mới hết bền được. Nhưng lưu ý này là hai cái phím bấm này nó chỉ có trên phiên bản là Black Shark 3 Pro thôi, còn Black Shark 3 sẽ không có anh em nhá. Rồi, cuối cùng một cái các bạn rất là quan tâm đó là chơi game thì còn nóng hay không, đúng không? Thì Black Shark 3 và Black Shark 3 Pro đều được trang bị hệ thống tản nhiệt bằng chất lỏng mà Xiaomi gọi đó là Sandwich Cooling System. Đấy. Tại cái sự kiện ra mắt năm ngoái thì Black Shark cho biết là họ đã sử dụng cái pin kép, tức là sẽ có hai viên pin hình chữ Y, hai viên pin dọc như này, với cái bo mạch chủ khá là dài ở chính giữa. Và ngoài ra thì các linh kiện có cái nhiệt độ cao như là CPU này hay là cái modem Wi-Fi 5G này thì nó rất là nóng, thì đều sẽ được đặt kết xa nhau để không ảnh hưởng đến nhau. Thêm vào đó thì Black Shark 3 cũng sẽ có hai cái tấm tản nhiệt đặt ở mặt lưng và mặt trước của máy để giúp là chúng ta sẽ tản nhiệt tốt hơn. Đấy, chúng ta hoàn toàn có thể chơi game trong một thời gian rất dài mà không lo vấn đề là nóng máy nhá. Cuối cùng rất quan trọng đó là giá bán bao nhiêu và cái ngày liên kệ. Thì theo như dự kiến, Xiaomi Black Shark 3 sẽ được bán ra tại Trung Quốc từ ngày mùng 6 tháng 3, hôm nay là mùng 5 tháng 3 đúng không? Tức là ngày mai bán rồi. Với mức giá khởi điểm là 3.499 nhân dân tệ, tức là khoảng tầm 11,7 triệu đồng. Trong phiên bản là 8GB cộng với đó nữa là 128GB ở trong. Trong khi đó thì phiên bản cao cấp hơn là phiên bản 12GB và 128GB ở trong sẽ có giá là 3.799 nhân dân tệ, tức là khoảng tầm 12,7 triệu đồng. Và phiên bản 12GB 256GB ở trong thì sẽ có cái giá là 3.999 nhân dân tệ, tức là khoảng tầm 13,3 triệu đồng. Còn đối với Xiaomi Black Shark 3 Pro thì nó sẽ có cái mức giá cao hơn và ngày ra mắt muộn hơn, ngày bán muộn hơn. Cụ thể thì Black Shark 3 Pro sẽ được lên kệ vào ngày 17 tháng 3, tức là muộn hơn khoảng tầm 11 ngày. Và mức giá khởi điểm là 4.699 nhân dân tệ, tức là khoảng tầm 15,7 triệu đồng cho phiên bản là 8GB 256GB ở trong. Phiên bản 12GB 256GB ở trong sẽ có giá là 4.999 nhân tệ, tức là tương đương khoảng tầm là 16,7 triệu đồng. Đấy, giá năm nay khá là cao so với năm ngoái anh em nhá. Và đó là tất cả những thông tin quan trọng nhất về bộ đôi Xiaomi Black Shark 3 và Black Shark 3 Pro. Còn đối với anh em thì sao, anh em đánh giá thế nào về bộ đôi smartphone gaming vừa mới được ra mắt của Xiaomi này? Anh em có hồi hộp chờ đợi sự xuất hiện của nó hay không? Và với mức giá như vậy, anh em có sẵn sàng bỏ tiền ra mua hay không? Mặc dù là Toại đã nghỉ làm công nghệ khá lâu rồi, tuy nhiên Toại hứa thật lòng với anh em là đến cái lúc mà con máy này chính thức về Việt Nam, Toại sẽ cố gắng là đi các cửa hàng mượn máy về làm video unbox, mở hộp, đánh giá cũng như là test các tựa game với chiếc smartphone gaming này dành cho anh em. Và anh em đừng quên nhấn subscribe kênh YouTube của Toại Tinh Tế nhé. Toại sẽ có các video test game mới nhất trên Xiaomi Black Shark 3 và Black Shark 3 Pro. Xin chào. Đừng quên nhấn subscribe để ủng hộ Toại Tinh Tế và theo dõi các thông tin game mới nhất nhé.